Tuyển nữ Việt Nam gây sốt ở New Zealand. Truyền thông và người hâm mộ New Zealand dành sự quan tâm đặc biệt tới sự có mặt của đoàn quân huấn luyện viên Mai Đức Chung tại World Cup 2023. Trải qua 3 chặng bay với tổng thời gian gần 1 ngày, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung có mặt tại thành phố Napi. Đây là nơi diễn ra trận giao hữu giữa tuyển nữ Việt Nam và đội đồng chủ nhà World Cup New Zealand. Ngày 10 tháng 7, ngay khi đặt chân tới sân bay, tuyển nữ Việt Nam được chào đón rất nồng nhiệt. Đặc biệt, tuyển nữ Việt Nam là đội tuyển đầu tiên có mặt ở New Zealand, chuẩn bị cho ngày hội bóng đá nữ hấp dẫn nhất hành tinh. Tuyển nữ Việt Nam có mặt tại New Zealand sau gần một ngày di chuyển. Sự xuất hiện của những cô gái nhỏ bé đến từ Đông Nam Á lập tức tạo hấp lực với giới truyền thông New Zealand. Trông họ thật bảnh bao và xinh đẹp trong bộ đồng phục vest xám và áo sơ mi trắng có cổ. Đội tuyển nữ Việt Nam tràn đầy năng lượng. Tờ Stup viết, dù vừa phải trải qua hành trình dài gần 24 tiếng đồng hồ, nhưng Thanh Nhã và các đồng đội có hành động đẹp khi mỉm cười, đập tay với linh vật FIFA đứng chào đón đội ở sân bay. Những ngày tới, báo chí và người hâm mộ New Zealand chắc chắn còn dành sự quan tâm hơn nữa tới các cô gái Việt Nam, bởi đội chủ nhà có trận giao hữu với chính tuyển nữ Việt Nam trước khi tranh tài tại World Cup. Trận giao hữu giữa hai đội tuyển diễn ra lúc 17:30 ngày 10 tháng 7, 12:30 giờ Việt Nam, trên sân Glen Park. Đây là trận giao hữu cuối cùng của tuyển nữ New Zealand trước khi bắt đầu các trận đấu tại World Cup nữ 2023. Vũ Thị Hoa cùng các đồng đội được chào đón tại New Zealand. Chính vì thế, người dân New Zealand rất chờ đợi màn tổng duyệt của đội nhà. Toàn bộ vé của trận đấu, bán qua hình thức online và trực tiếp, đều đã bán hết. Trận đấu giữa tuyển nữ New Zealand và tuyển nữ Việt Nam chắc chắn rất hấp dẫn. Đây là một trong những sự kiện tâm điểm trước World Cup 2023. Chúng tôi tin tưởng New Zealand chơi tốt ở trận đấu này, như một sự khẳng định đã sẵn sàng cho giải đấu, Kirsten Wise, thị trưởng thành phố Napi, cho biết. Tuyển nữ New Zealand hiện đang xếp hạng 26 thế giới, hơn tuyển nữ Việt Nam 6 bậc. Đội chủ nhà World Cup được đánh giá là quân xanh, tương đối dễ chịu với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Trước khi gặp Tây Ban Nha vào ngày 14 tháng 7,